Chào mọi người, như tiêu đề thì tôi kiếm hơn 1 tỷ Việt Nam đồng đầu tiên sau 5 năm du học ở Úc. Chính xác thì khi tôi tốt nghiệp đại học vào cuối năm 2012, kiểm tra tài khoản tôi thấy mình có dư hơn 60.000 đô một tí xíu. Thời điểm này thì đô Úc bằng đô Mỹ tầm 21-22.000 tỷ Việt Nam, tức là tôi có dư hơn 1 tỷ 2 một tí xíu. Trong clip này tôi muốn chia sẻ cho các bạn làm cách nào tôi kiếm được số tiền này, các bạn học được gì từ câu chuyện của tôi. Thời gian trước khi qua Úc thì mình nghiện game. Thời gian đầu ở Úc cứ đi học về là mình mở laptop ra chơi game. Bố mẹ cho mình 3.000 để chi tiêu sinh hoạt nên mình phải cố gắng tiết kiệm tuyệt đối để kéo dài thời gian trăng mật, là không phải lo kiếm tiền. Thật ra nó chỉ kéo dài khoảng 3 tháng thôi, vì có những chi phí bắt buộc mình phải chi tiêu. Sức khỏe là thứ mình không chịu để ý, cứ ăn mì gói với thịt vụn trộn nước sôi riết thì sức khỏe mình đi xuống nhanh lắm. Tới khi gần hết tiền mới nhận thấy các bạn ở trong nhà với mình đi làm từ sáng đến tối, có mình là ngồi nhà chơi game, lúc đó mới chịu đi làm. Khi có việc làm có tiền chi tiêu thoải mái hơn. Tôi thấy tiết kiệm là việc nên làm, nhưng nếu sự hà tiện làm hại đến sức khỏe của bạn, làm bạn không thoải mái thì hãy kiếm nhiều hơn để được tiêu xài nhiều hơn. Đó là suy nghĩ tích cực. Thật ra thì thời gian đầu rất là khó kiếm việc, lương thì không cao, làm việc ở đâu cũng không được lâu. Lý do là tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, tay chân thì vụng về, làm việc thì không nhanh, tiếng Anh thì kém, thể lực thì yếu, cho nên cạnh tranh với các bạn Việt Nam khỏe mạnh còn không được, huống chi là mấy bạn Tây đẻ ra bên này. Thế là muốn cạnh tranh ngang cơ với họ, tôi phải luyện thể lực. Dù sao thì việc tập gym cũng giúp cho bạn khỏe mạnh, tránh được các bệnh vặt lúc trái gió trở trời, tiết kiệm được nhiều tiền thuốc lắm đấy. Năng suất làm việc và học tập của bạn sẽ tăng cao, không nhất thiết là phải để có body đẹp. Tới khi làm việc tốt rồi thì xảy ra tình trạng chủ bóp lột. Tôi từng bị chủ quỵt lương. Tưởng tượng bạn làm việc siêng năng nhanh nhẹn, chủ sẽ rất thích rồi họ dạy cho bạn nhiều việc, nhưng cũng chẳng sung sướng gì đâu. Bạn làm càng nhiều việc họ lại càng khỏe, họ cho bạn làm thêm giờ, mức lương không tăng. Vấn đề này khá nhức nhối trong cộng đồng du học sinh mà mình nghĩ thời nào cũng có và rất khó giải quyết triệt để. Lý do là du học sinh cần tiền và thỏa hiệp với chủ nên chịu thiệt. Thôi thì tôi chỉ cho các bạn cách suy nghĩ tích cực thế này nha. Cố gắng học càng nhiều kỹ năng càng tốt, coi như là mình thực tập lương thấp, dù đây không phải là chuyên môn của mình, nhưng là cơ hội để bạn rèn luyện kỹ năng sống. Đã không làm thì thôi, đã chấp nhận mức lương dù thấp đi nữa, cũng phải làm việc hết mình, hết trách nhiệm. Đó là tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nhắm mà hết thử thách. Hết cái đại học rồi thì nghỉ. Đó là lý do tôi làm rất là nhiều công việc khác nhau, không có nên làm tôi làm quá lâu. Đó chỉ là một hướng đi để các bạn tham khảo. Thật sự là bạn không thể kiếm được nhiều tiền từ những công việc như thế này, dù có làm nhiều giờ hơn đi nữa. Vậy mà hồi xưa tôi nghĩ như vậy đấy. Nhưng cứ làm đi vì nó không lợi trước mắt nhưng lợi về lâu dài. Ít ra thì các công việc cu ly cũng tạo cho tôi một ít vốn. Ta nói vô thương bất phú nên tôi bắt đầu kinh doanh. Tôi lên mạng tìm hàng cũ, mua đi bán lại. Khi các bạn mua bán càng nhiều thì khả năng định giá của các bạn càng tăng, xác suất các bạn gặp được những tay bỏ mối hàng cũng sẽ tăng. Tôi biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ trở thành những người bỏ mối, mở rộng mạng lưới, cần những người cộng tác viên, nó lại giống như trên. Thường thì buôn bán người ta nói đến chữ duyên và may, nhưng thật ra là xác suất thôi. Các bạn làm càng nhiều thì xác suất bạn gặp duyên và may sẽ càng tăng. Tôi đã từng là power seller trên eBay, buôn hàng xách tay, mò phương pháp kiếm tiền trên mạng, đủ kiểu. Thành công có, thất bại có, nhưng tôi vẫn không bỏ các công việc cu ly vì nó tạo ra thu nhập ổn định. Còn việc kinh doanh đôi khi thu nhập khá cao nhưng không thường xuyên, cho nên phải kết hợp song song. Trước đó tôi suy nghĩ thế này, nếu như mình chỉ lấy được tấm bằng đại học nước ngoài đem về Việt Nam, thì đi làm bao lâu mới có được vốn? Bố mẹ giúp tôi đóng phí trường tầm 50.000, số còn lại tôi tự lo, nên tôi đặt mục tiêu là phải gỡ 50.000 đem về. Kết quả là tôi có hơn 60.000 để làm vốn. Thật ra tôi kiếm nhiều hơn, nhưng chỉ giữ được nhiêu đó. Giữ tiền cũng khó không kém nha. Bạn nên đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Số tiền rõ ràng và thời gian cụ thể. Ví dụ, Đại học Việt Nam có học phí trung bình mỗi năm là 10 triệu, 5 năm là 50 triệu. Ở Úc, du học sinh quốc tế phải đóng mất gấp 3 lần sinh viên bản xứ. Xét tương đương thì bạn lấy 3 nhân cho 50 triệu. Tôi nghĩ bạn nên đặt chỉ tiêu 150 triệu sau khi tốt nghiệp Đại học Việt Nam. Kiểu gì thì khi tốt nghiệp cho dù có bằng quốc tế cũng khó để bạn có thể có được lương cao nếu không đủ lanh. Hoàn thành được mục tiêu như vậy giúp bạn có thêm bản lĩnh, tích lũy một số vốn nhất định, có thêm thời gian và cơ hội để thất bại, có cái nhìn khách quan hơn về xã hội thực. Chính sự năng động đó còn đưa đẩy bạn gặp gỡ những quý nhân có thể thay đổi cuộc đời bạn một cách bất ngờ. Ít nhất sau khi tốt nghiệp bạn có thêm sự lựa chọn đi làm để kiếm thêm tiền hoặc tự mình start up. Tôi biết một số du học sinh sau khi về Việt Nam thất vọng với đồng lương ít ỏi nên start up luôn, có điều là bằng tiền cha mẹ. Ai cũng có cơ hội để gặp may, nhưng liệu bạn có đủ bản lĩnh để nắm bắt được cơ hội hay không? Tới đây thì tôi nghĩ một số bạn vẫn còn đang thắc mắc về phương pháp kinh doanh của tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong các clip tiếp theo. Chào các bạn, tôi là Ti Phạm. Tầm 10 năm lăn lộn ở Úc, tôi muốn chia sẻ cho các bạn những câu chuyện thực tế của tôi, những góc nhìn mới lạ, những kiến thức tổng hợp mà các bạn chưa từng học trong trường lớp. Tôi nghĩ là đôi khi sẽ có lợi cho các bạn đấy. Cho nên hãy subscribe trên YouTube và follow tôi trên Facebook. Tôi sẽ cho các bạn coi nhiều thứ mới lạ lắm. Và đừng quên comment để cho tôi biết ý kiến của các bạn. Tại vì những câu chuyện của tôi đôi khi nó sẽ có rất là nhiều cái tranh luận ở đây. Nhớ nha. Cảm ơn các bạn. Bye.